Hai, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay, thầy sẽ cùng với các em ôn lại một số kiến thức liên quan đến hình học nhằm chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra định kỳ học kỳ 2 sắp đến. Rồi, nội dung ôn tập chúng ta hôm nay gồm có như sau. Thứ nhất là liên hệ giữa cung và dây, liên hệ giữa đường kính, dây và cung. Rồi, như chúng ta đã học, khi nói về liên hệ giữa cung và dây, chúng ta có các định lý sau đây. Với hai cung nhỏ trong một đường tròn, hai cung bằng nhau, căn hai dây bằng nhau. Cụ thể, nếu chúng ta có cung AB bằng cung CD, thì chúng ta sẽ có dây AB mà bằng dây CD. Và ngược lại, nếu như hai dây bằng nhau, thì chúng ta sẽ có hai cung căn hai dây đó bằng nhau. Rồi, đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có điều gì nè. Rồi, với hai cung nhỏ trong một đường tròn, cung lớn hơn, căn dây lớn hơn và ngược lại. Chẳng hạn ở đây chúng ta có cung AB nhỏ hơn cung CE, vậy là chúng ta sẽ có dây AB nhỏ hơn dây CE. Và ngược lại, nếu như chúng ta có dây AB nhỏ hơn dây CE thì chúng ta sẽ có cung AB nhỏ hơn cung CE. Cụ thể trên hình 7 mà thấy ha. Đây, cung AB, cung CE, dây AB, dây CE. Rồi, và chúng ta lại có một lý nữa gì? Hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau. Cụ thể ở đây chúng ta có cung AC và cung AF bị chắn bởi hai dây song song AF và CE. Vậy chúng ta kết luận cung AC bằng cung FE. Rồi, đó là liên hệ giữa cung và dây. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là liên hệ giữa đường kính dây và cung. Chúng ta có định lý như sau. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm, thì đi qua điểm chính giữa của cung căn dây đó và ngược lại. Cụ thể ở đây chúng ta có đường kính AB đi qua trung điểm Y của dây MN không đi qua tâm. Thì chúng ta sẽ suy ra được là điểm B sẽ là điểm chính giữa của cung MN. Và ngược lại, nếu như chúng ta có điểm B là điểm chính giữa của cung MN thì chúng ta sẽ suy ra được là Y sẽ là trung điểm của dây MN. Rồi, đó là cái nhất. Cái thứ hai, chúng ta đã có định lý là gì? Đường kính vuông góc với dây thì đi qua điểm chính giữa của cung căn dây đó và ngược lại. Cụ thể cho hình vẽ chúng ta có là gì? Đường kính AB vuông góc với dây MN thì chúng ta sẽ có ngay điểm B là điểm chính giữa của cung MN. Và ngược lại, nếu như chúng ta có điểm B là điểm chính giữa của cung MN thì chúng ta kết luận ngay AB vuông góc với MN. Rồi, đó là hai kiến thức đầu tiên chúng ta cần nhớ để áp dụng vào các bài toán hình học. Chúng ta qua phần thứ hai, đó là các loại góc với đường tròn. Thì như đã học, chúng ta đã biết, trong đường, khi nói về góc với đường tròn thì chúng ta có 5 loại. Thứ nhất là góc ở tâm, thứ hai là góc nội tiếp, thứ ba là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, thứ tư là góc có đỉnh ở trong đường tròn, và thứ năm là góc có đỉnh ở ngoài đường tròn. Nói về góc ở tâm thì chúng ta có định lý là gì? Góc ở tâm thì số đo của góc ở tâm bằng với số đo của cung bị chắn. Nói về góc nội tiếp thì chúng ta có định lý số đo của góc nội tiếp thì bằng một nửa số đo cung bị chắn. Nói về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung thì chúng ta có định lý là gì? Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung thì sẽ bằng một nửa số đo cung bị chắn. Còn nói về góc có đỉnh ở trong đường tròn thì chúng ta đã có định lý số đo của góc có đỉnh ở trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn. Còn nói về góc có đỉnh ở ngoài đường tròn thì chúng ta lại có định lý số đo của góc có đỉnh ở ngoài đường tròn bằng nửa hiệu của số đo hai cung bị chắn. Rồi, đó là những định lý liên quan tới 5 loại góc mà chúng ta đã học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại các hệ quả liên quan về các loại góc đó. Đây, thứ nhất là chúng ta sẽ ôn về hệ quả liên quan tới góc nội tiếp. Thì chúng ta có các hệ quả sau đây. Thứ nhất, các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. Cụ thể cho hình vẽ chúng ta có các góc nội tiếp BAC và IHK của đường tròn đâm ô. Và hai góc nội tiếp này bằng nhau. Vậy chúng ta suy ra được hai cung bị chắn BC và IK bằng nhau. Rồi, thứ hai, các góc nội tiếp cùng chắn một cung hay chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Rồi, cụ thể nếu như chúng ta có các góc nội tiếp BEC, BAC, BFC của đường tròn đâm ô cùng chắn cung BC
thì suy ra ba góc nội tiếp này sẽ bằng nhau. Đây chúng ta có trên vẽ này ha. Rồi thứ hai là góc BAC tại góc nội tiếp BAC và góc nội tiếp IHK của đường tròn tâm O cùng chắn các khung BC và IK này bằng nhau thì chúng ta kết luận ngay hai góc nội tiếp này bằng nhau. Rồi thứ ba là chúng ta đã học là góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ thì sẽ có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung. Cụ thể chúng ta có góc BAC và góc BOC là góc nội tiếp và góc ở tâm của đường tròn 5O. Được chưa? Và hai góc này cùng chắn cùng BC. Vậy chúng ta kết luận ngay góc BAC bằng một nửa góc BOC. Và thứ tư là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Rồi, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. Đúng không nè? Nếu như chúng ta có BC là đường kính của đường tròn 5O và A là một điểm nằm trên đường tròn 5O thì chúng ta kết luận ngay góc BAC bằng 90 độ với lý do là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Rồi, nói về góc tọa bởi tia tiếp tuyến và dây cung thì chúng ta có hệ quả là trong một đường tròn, góc tọa bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Cụ thể ở đây chúng ta có góc BAX là góc tọa bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB. Chúng ta có góc nội tiếp ACB cũng chắn cung AB. Vậy theo hệ quả này chúng ta kết luận hai góc này bằng nhau. Và chúng ta lại có một định lý đảo rất quan trọng. Nếu góc BAX với AB là dây cung của đường tròn, có số đo bằng nửa số đo cung AB căn dây đó và cung này nằm bên trong góc đó thì AX là một tia tiếp tuyến của đường tròn. Cụ thể, nếu như thầy có góc BAX bằng một nửa số đo cung AB mà trong đó AB là dây cung của đường tròn, vậy chúng ta kết luận ngay AX là tiếp tuyến của đường tròn. Rồi, đó là hệ quả liên quan tới các góc nội tiếp, góc tọa bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Rồi, bây giờ chúng ta nói về tứ giác nội tiếp. Như định nghĩa chúng ta đã học rồi, tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 đỉnh cùng nằm trên một đường tròn. Vậy khi người ta cho mình tứ giác nội tiếp thì mình sẽ sử dụng được những điều gì? Đây là 4 hình vẽ minh họa cho 4 điều chúng ta sẽ suy ra từ tứ giác nội tiếp. Rồi, thế là khi đề bài cho mình tứ giác nội tiếp là mình có quyền suy ra 4 đỉnh của cái tứ giác đó cùng thuộc một đường tròn. Đây là hình thứ nhất. Thứ hai, tổng hai góc đối nhau luôn luôn bằng 180 độ. Cụ thể ở đây chúng ta có góc A và góc C cộng nhau bằng 180 độ, tương tự vậy góc B và góc D cộng lại cũng bằng 180 độ. Rồi thứ ba là chúng ta có góc ngoài bằng góc đối trong. Chẳng hạn ở đây chúng ta có góc ngoài đỉnh C sẽ bằng góc đối trong đỉnh A. Và thứ tư là hai đỉnh kề nhau cùng nhìn một cạnh dưới một góc alpha và cạnh đó là cạnh chứa hai đỉnh còn lại của tứ giác. Cụ thể ở đây mình có góc DAC bằng với góc DBC. Đây là đó là 4 điều chúng ta có thể suy ra từ tứ giác nội tiếp. Rồi, bây giờ ngược lại để chứng minh một tứ giác nội tiếp thì chúng ta lại có 4 cách sau. Thứ nhất, tứ giác có 4 đỉnh cùng thuộc một đường tròn. Cụ thể ở đây chúng ta có 4 đỉnh BAEC này cùng thuộc đường tròn đường kính BD. Vậy chúng ta kết luận ngay tứ giác BAEC nội tiếp. Đúng không nào? Thì cái này mình sẽ sử dụng khi nào nè? Cái dấu hiệu này khi là có nhiều góc vuông để có điểm cùng thuộc một đường tròn đường kính hoặc là nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn rồi. Rồi, thứ hai là tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 180 độ. Và thường mình sẽ áp dụng dấu hiệu này khi xuất hiện hai góc đối là hai góc vuông. Rồi, thứ ba là tứ giác có góc ngoài là một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện mà thường mình sẽ nói tắt là góc ngoài bằng góc đối trong. Cái dấu hiệu này mình sẽ sử dụng khi là mình có một cạnh của tứ giác kéo dài nè. Và thứ tư là tứ giác có hai đỉnh gần nhau cùng nhìn một cạnh chứ hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Đây, chẳng hạn là hình thứ tư. Thì mình sẽ sử dụng dấu hiệu này khi nó có hai cái đường chéo của tứ giác xuất hiện. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta có nói về hình thang cân. Thì như lớp 8 chúng ta đã học rồi thì chúng ta có hai cách chứng minh hình thang cân. Thứ nhất là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau hoặc hình thang có hai đường chéo bằng nhau. Lên lớp 9 chúng ta bổ sung thêm một cái là gì? Là hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân.
Rồi, đó là những kiến thức cơ bản chúng ta đã học trong cái bài tứ giác nội tiếp. Thì từ đó chúng ta đã tóm tắt lại thành là 12 cái hình sau đây. Đây, bốn cái hình ở trên là bốn điều chúng ta suy ra từ tứ giác nội tiếp. Rồi, bốn cái hình ở cuối cùng này là bốn dấu hiệu để chứng minh tứ giác nội tiếp. Và từ đó chúng ta đã đưa đến một cái ghi nhớ đặc biệt về tam giác nhọn ba đường cao. Thì nó sẽ xuất hiện 6 cái tứ giác nội tiếp nằm trong đó. Chia làm hai loại. Loại thứ nhất là loại gồm có gì? Đỉnh của tứ giác nè, hai chân đường cao nè và trực tâm. Và thường mình gọi là gì? Đỉnh, chân, trực, chân. Được chưa? Rồi cụ thể là ba cái tứ giác này tô màu đây. Rồi ba tứ giác còn lại cũng nội tiếp. Đúng nè, và ba tứ giác này sẽ nội tiếp theo kiểu là hai góc đỉnh kề cùng nhìn một cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Được chưa? Đây là ba cái hình này, là ba cái tứ giác nội tiếp theo dấu hiệu đó. Được chưa? Và chúng ta gọi tên là gì? Đỉnh, chân, chân, đỉnh. Hôm nè, trong khi đó ba cái tứ giác đầu tiên là chứng minh theo dấu hiệu là hai góc đối cộng lại bằng 180 độ. Rồi, đó là 12 cái hình để chúng ta ghi nhớ về tứ giác nội tiếp. Rồi, sau đó chúng ta chuyển về học về đường tròn ở khía cạnh độ dài, diện tích. Thì chúng ta đã học là gì? Chúng ta đã ôm ra chu vi cái hình tròn, hay mình còn gọi là độ dài của đường tròn. Thì công thức của nó là C bằng 2BR. Trong đó, B là gần bằng 3,14, R là bán kính của đường tròn, còn C là độ dài của đường tròn. Thì để từ đó chúng ta kết nối với cái công thức là tính độ dài của cung tròn. Độ dài của cung tròn được tính bằng công thức là gì? BRN chia cho 108. Trong đó N là số đo độ của cung tròn. Đây, số đo độ của cung AB thì nó sẽ bằng với góc ở tâm AOB, và R là bán kính của đường tròn. Rồi, đó là những phần liên quan tới độ dài của đường tròn. Sau đó chúng ta chuyển qua diện tích của hình tròn. Thì diện tích của hình tròn chúng ta đã học từ tiểu học rồi. S bằng BR bình phương. Để từ đó chúng ta mở rộng ra tính diện tích của hình quạt. Thì như chúng ta đã biết, hình quạt tròn là một phần của hình tròn, giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung. Và công thức tính diện tích của hình quạt là BR bình phương nhân N chia 360. Trong đó R là bán kính của hình tròn, N là số đo độ của cung. Được chưa? Và chúng ta có cách tính thứ hai là lấy độ dài của cung tròn nhân với bán kính rồi chia 2. Rồi sau đó chúng ta mở rộng ra diện tích của hình biên phân. Thì như chúng ta đã biết, hình biên phân là phần hình tròn giới hạn bởi một cung và dây căn cung đó. Đây cái phần hệ tô màu vàng nè, giới hạn bởi một cung và dây căn cung đó. Thì cách tính diện tích của hình biên phân thì chúng ta sẽ lấy diện tích của hình quạt trừ cho diện tích của cái tam giác. Cụ thể cho hình vẽ đây, thầy muốn tính diện tích của hình biên phân cung AB thì thầy sẽ lấy diện tích của quạt AOB trừ thầy trừ cho diện tích của tam giác AOB. Rồi sau đó là chúng ta qua diện tích của hình bằng khăn. Thì như chúng ta đã biết rồi, hình bằng khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm. Mình có đường tròn tâm O bán kính R1 và đường tròn tâm O bán kính R2. Thì cái phần thầy tô vàng đậm này nè, hay ta gọi là hình bằng khăn. Thì để tính diện tích hình bằng khăn rất là đơn giản, mình sẽ lấy diện tích của cái hình tròn bán kính lớn trừ cho diện tích của hình tròn bán kính nhỏ. Thì sẽ là diện tích của hình bằng khăn. Rồi, đó là về chương 3. Còn ở chương 4 thì chúng ta có học 4 cái hình. Thứ nhất là hình trụ, thứ hai là hình nón, thứ ba là hình nón cột và thứ tư là hình cầu. Thì đi với nó gồm các công thức. Chẳng hạn ở hình trụ thì chúng ta có diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Cụ thể là 2BR nhân với chiều cao là H.
và thể tích của nó bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, thì do đáy của nó là một hình tròn thì diện tích của đáy nó là vr bình phương nhân h, trong đó r là bán kính đáy, h là chiều cao của hình trụ. Rồi sau đó chúng ta qua hình nón. Hình nón thì diện tích xung quanh của nó tính bởi công thức là BR nhân với L, trong đó R là bán kính đáy, L là độ dài của đường sinh. Còn thể tích của hình nón thì rất đơn giản là bằng 1 phần 3 BR bình phương nhân với H. Cứ nhớ đơn giản là lấy thể tích của hình trụ nhân với 1 phần 3 thì ra thể tích của hình nón. Và từ đó chúng ta đưa đến cách tính diện tích xung quanh của hình nón cột theo công thức là bi nhân với tổng của hai bán kính của hai đáy nhỏ và đáy lớn là nhân với đường sinh. Được chưa? Đường sinh là đây. Rồi, còn thể tích của nó thì bằng 1 phần 3 bi nhân với h nhân với bình phương thiếu của tổng hai bán kính của hai đáy. Đây, đó là hình nón cột. Còn về hình cầu, hình cầu thì chúng ta có diện tích gọi là diện tích mặt cầu. Được chưa? Được tính theo công thức là 4 pi r bình phương. Trong đó r là bán kính của hình cầu. Đúng không nè? Còn thể tích của nó thì bằng 4 phần 3 pi r mũ 3. Được chưa? Trong đó r cũng là bán kính hình cầu. Rồi, đó là tất cả các kiến thức chúng ta liên quan đến bài thi của chúng ta. Thì các em nhớ coi lại các clip mà trong các bài học trước thầy cô đã đưa lên để chúng ta ôn lại các kiến thức một cách sâu hơn nhằm có đầy đủ các kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em sẽ hoàn thành bài kiểm tra định kỳ học kỳ 2 phần hình học một cách hoàn hảo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau.